Rồi em chào tất cả các anh chị đó. Thì con loa AZ388 này nè, thiệt sự là nó hot ngày nào nó cũng bán, em bên em cũng khui ra mười mấy con để test cho khách. Em làm clip em cũng thấy mệt luôn á. Bây giờ nè, em khui cái con này là cho anh khách của em, là ảnh có cái nickname rất là độc lạ nha, Hạnh Phúc Thoáng Qua đó. Bây giờ là anh Hạnh Phúc Thoáng Qua, bây giờ coi em khui cái con này ra cho anh nha, hàng mới 100% đó, chưa khui siêu bóc nhãn gì hết đó. Bây giờ em khui ra cho anh chị coi nha. Trời ơi, cái con loa này phải nói là quá hot. Sao mà lại được, sao mà qua được con AZ388. Nó remote phiếu bảo hành, giấy hướng dẫn đầy đủ. Nó sạc nè, thấy chưa, 2 micro đó. Cái nữa, rồi em để đây đó. Đấy. Màu đen luôn, sang xịn mịn. Đó, rồi giờ em mở lên nè cho anh chị coi nè. Đó, coi là con loa này có gì mà nó hot tới vậy. Em test thử micro trước luôn nè. Đó. Hello. Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không quá cửa. Rất là sáng, nghe rất là phê. Con này thì em khỏi bàn chất lượng về micro của nó rồi. Đó, bây giờ em bắt nhạc thử coi nó phê không nha anh chị nha. Đó, 2 micro nè, nó không đẩy khích gì luôn nè. Đó, quá chắc chắn, quá mực mà, quá êm ái luôn. Đó. Liên hệ liền ngay cho em, nhanh lên. Hiện tại nè, TikTok Shop đang giảm giá 50% cho khách hàng mới lần đầu tiên đặt hàng trên TikTok Shop. Và cộng thêm nữa là free ship đến 70k nha anh chị nha. Từ ngày hôm nay cho tới hết ngày 30 tháng 6 thôi nha. Cho nên anh chị nào mà chưa lần đầu tiên mình mới mua hàng trên TikTok Shop, nhanh tay nha anh chị nha. Chào anh chị.